Xin chào quý vị đang cùng đến với Cẩm Nang Bác sĩ Gia đình, được phát sóng vào lúc 16 giờ mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, câu chuyện sức khỏe lại được tiếp tục trong tuần này và chúng ta sẽ cùng đến với hai hạng mục. Đầu tiên đó chính là Sống Khỏe Mỗi Ngày, nơi mà nhân vật của chúng ta kể câu chuyện của mình với sự tư vấn của bác sĩ chuyên gia của chương trình. Và thứ hai đó là Bác sĩ Gia đình. Những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này có những cái thắc mắc liên hệ với chúng tôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, Sống Khỏe Mỗi Ngày. Theo một cuộc điều tra nghiên cứu mới đây thì có lẽ là để ngủ được một giấc ngon thì không phải là ai cũng có thể làm được điều đó. Có những người đặt lưng xuống một cái là ngủ ngáy khò khò, nhưng cũng có những người mãi trằn trọc thao thức không thể nào ngủ được. Và dường như là tuổi càng lớn thì người ta lại càng ngủ ít đi. Chính vì thế mà vấn đề ở đây là làm sao để cho mọi người có thể có được giấc ngủ ngon và giấc ngủ sâu là điều mà rất nhiều người của chúng ta quan tâm và gửi thư về cho chương trình chúng tôi. Như vậy, đâu là giải pháp thích hợp để chúng ta giải quyết cái tình trạng mất ngủ ở người lớn tuổi? Chủ đề ngày hôm nay đó chính là cải thiện tình trạng mất ngủ kéo dài ở người lớn tuổi từ đông trùng hạ thảo. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ tại trường quay bác sĩ của chương trình. Xin giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Yến Loan, nguyên là giảng viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào bác sĩ. Chào Nguyên Khang. Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Viên Nang Đông Trùng Hạ Thảo Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tình huống của nhân vật đầu tiên đã liên hệ với chương trình, đó là cô Trần Tuyết Mai. Bước sang tuổi 57, khi gia đình đã ổn định, con cái cũng đã trưởng thành và tự lập, cô Tuyết Mai đã tạm gác mọi công việc xã hội để về chuyên tâm chăm sóc gia đình nhỏ. Những tưởng có thể sống yên vui nhàn nhã tuổi về già bên gia đình con cháu, nhưng mà tất cả lại không giống như mong đợi của cô. 2 năm trở lại đây, cô thường xuyên gặp phải tình trạng mất ngủ kéo dài. Những đêm trằn trọc mãi không ngủ nổi, đêm nào nhiều thì ngủ được 4 đến 5 tiếng, có đêm chỉ ngủ được từ 1 tới 2 tiếng. Tình trạng này kéo dài khiến sức khỏe của cô sa sút nghiêm trọng. Tôi năm nay 57 tuổi, sức khỏe tôi vẫn bình thường, rất là ổn, không có gì hết. Nhưng tôi có cái tiền sử là ho và khó thở. Thì tôi cũng có đi khám, và rồi cũng hơi bớt phần nào. Nhưng khi trái gió trở trời á, thì tôi vẫn hơi đau chút. Sau vài 2 năm nay tôi có một triệu chứng là mất ngủ. Nhiều đêm á, ngủ không được, trằn trọc tới 1-2 giờ sáng. Rồi cứ ở lăn lộn, không ngủ được, không tài nào cũng được. Nó cứ là miên man, chập chờn, con người nó bần thần, nó rất là mệt mỏi luôn. Có nhiều đêm ngủ cũng được, ngủ sớm, thì nửa đêm lại là trở mình giấc tiếp. Nó cứ thế làm tôi trằn trọc, tôi không ngủ được luôn á. Nó chập chờn, nó khó chịu, nó bần thần. Riết rồi ăn uống không được, tôi chán nản vô cùng luôn. Không thiết làm gì hết. Chỉ 2 năm mất ngủ, nhưng gần như nó đã bòn rút sức khỏe và biến cô Mai thành một con người khác. Từ một người phụ nữ, hay cười hay nói, lúc nào cũng tươi vui, năng nổ và nhiệt huyết với mọi người, thì nay chỉ còn lại hình ảnh một người phụ nữ uể oải, đôi mắt thâm quầng, hốc hác. Sự hoạt bát nhanh nhẹn ngày nào cũng được thay bằng ánh mắt lờ đờ, những cái ngáp dài bất tận. Thiệt là nói á, sức khỏe tôi nó bị ảnh hưởng về cái mất ngủ rất là nhiều. Nó bần thần, nó không làm gì hết, không ăn uống gì được. Nhiều đêm ngủ có được có mấy tiếng đồng hồ, lăn lên lộn xuống. Với lại là một phần mình có tuổi rồi, nên sáng dậy nó rất là mệt mỏi. Mọi lần công việc nhà đều làm rất là khỏe. Bây giờ không có làm cái gì hết trơn, làm không làm gì nổi hết. Thậm chí ai đụng tới cũng quạo, con cháu tới chơi riết nó mà sợ luôn. Nó bảo là nó rất là sợ bà ngoại. Sao bà ngoại cọc cằn, tôi không hiểu lý do làm sao luôn á. Cho nên tôi rất buồn và chán nản trong cuộc sống. Có thể thấy những đêm dài mất ngủ đã trở thành nỗi ám ảnh với cô Mai. Cô cũng tìm đủ cách nhưng mà cũng chẳng mấy hiệu quả. Mất ngủ vẫn hoàn mất ngủ. Mong muốn bình dị là có một giấc ngủ ngon đối với cô Mai giờ đây cũng là một điều xa vời. Thưa
Thưa quý vị, cô Mai cũng có chia sẻ là bản thân của cô thì sức khỏe cũng khá là ổn, chỉ có tiền sử của căn bệnh ho thì cô cũng đã điều trị đỡ rồi. Nhưng mà thật ra thì 2 năm nay cô đã bị mất ngủ kéo dài, khiến cho sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống bị giảm sút nghiêm trọng. Như vậy thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ngủ ở người lớn tuổi là như thế nào, thưa bác sĩ Loan? Tình trạng mất ngủ chúng ta có thể gặp trên bất cứ đối tượng nào, nhưng mà đặc biệt nó nghiêm trọng trên người lớn tuổi. Trên người lớn tuổi thì mất ngủ có rất là nhiều lý do. Trên người lớn tuổi thì thường thường là do cái vấn đề sinh lý của tuổi già. Người ta có nhiều lo lắng, rồi người ta có nhiều bận rộn, người ta có những cái vấn đề ở trong cái xã hội. Do những cái lo lắng đó người ta mang vào giấc ngủ, cho nên là buổi tối các bệnh nhân lớn tuổi thường là rất là khó ngủ. Thứ hai là những bệnh nhân mất ngủ có thể có những bệnh lý nền, thí dụ như đái tháo đường, tăng huyết áp, và đặc biệt là các bệnh lý thoái hóa khớp. Và ngoài ra trên người lớn tuổi mà có bệnh nền, đôi khi là bệnh nhân đang uống những cái loại thuốc và cái tác dụng phụ của những loại thuốc này làm cho bệnh nhân mất ngủ. Một số bệnh nhân thì có sử dụng các cái chất kích thích, thí dụ như là rượu hoặc là uống cà phê hoặc là uống trà, đặc biệt là uống trước khi trước buổi tối, cho nên dẫn đến tình trạng mất ngủ. Ngoài ra thì còn một yếu tố của cơ chế rất là quan trọng trên các bệnh nhân lớn tuổi, đó là cái quá trình lão hóa làm giảm cái sản xuất melatonin, dẫn đến tình trạng là ban ngày bệnh nhân cứ buồn ngủ nhưng mà không ngủ được, tức là không có cảm giác minh mẫn, không có cảm giác sáng suốt, không có cảm giác khỏe khoắn, và ban đêm thì cứ thức trắng và không ngủ được. Thưa bác sĩ, thật ra thì cô Mai trong câu chuyện này cũng đã cố gắng cải thiện cái giấc ngủ của mình, như là cô uống tâm sen, rồi cô dùng thuốc an thần, hay thậm chí là cả bổ não nữa. Nhưng mà cũng chỉ được một thời gian xong thì đau lại như cũ. Cô cũng uống thuốc nhiều quá cho nên dẫn đến cái tình trạng là đau đầu và mệt mỏi. Bác sĩ có thể lý giải cho mọi người biết là lý do vì sao lại có cái hiện tượng này, và cái việc mà mất ngủ kéo dài như vậy thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của cô ạ? Như bác đã chia sẻ là bác có sử dụng một số loại thảo dược nhưng mà cái kết quả không được như ý. Có thể có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là những cái loại thảo dược này nó không có giải quyết cái vấn đề gốc của chúng ta, đó là cái tình trạng lão hóa của tuổi già, hoặc là cái tình trạng melatonin nó giảm sút xuống trên cái người lớn tuổi. Thứ hai là có thể là bác phải kiểm soát lại xem chúng ta có, bác có đang sử dụng cái loại thuốc nào đó, hỏi lại bác sĩ điều trị xem các thuốc mà chúng ta sử dụng có tác dụng phụ là gây mất ngủ hay là không. Và thứ ba là chúng ta có lo lắng, có căng thẳng về tinh thần hay là không. Cái lo lắng đó người ta mang vào giấc ngủ, cho nên là buổi tối các bệnh nhân lớn tuổi thường là rất là khó ngủ. Thưa bác sĩ, như vậy thì có cách nào để giúp cho những người lớn tuổi họ lấy lại giấc ngủ một cách sâu hơn và một cách dễ hơn, hiệu quả hơn không ạ? Để lấy lại cái giấc ngủ thì chúng ta cần phải phối hợp nhiều biện pháp với nhau. Thứ nhất là giữ cho một cái tinh thần thoải mái, đừng có căng thẳng, đừng lo lắng. Thứ hai là chúng ta ăn một cái chế độ ăn lành mạnh, không có ăn quá nhiều những cái chất khó tiêu, đặc biệt là vào cái buổi ăn chiều. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng liệu pháp hương thơm, để một chút xíu tinh dầu ở trong phòng ngủ để giúp cho tinh thần thư giãn. Bên cạnh đó, thảo dược là một cái biện pháp hỗ trợ cực kỳ đắc lực, bởi vì thảo dược nó mang đến một cái giấc ngủ sinh lý, chứ không phải là một cái giấc ngủ mà giả như là các cái thuốc hóa dược. Cái thảo dược mà rất là hiệu quả trong cái việc điều chỉnh giấc ngủ, trên đặc biệt là cái tình trạng mất ngủ trên người lớn tuổi, đó là đông trùng hạ thảo. Thì đông trùng hạ thảo đó là một cái loại tiên dược, nó là một trong 9 loại tiên dược của y học cổ truyền. Bệnh nhân có sử dụng đông trùng hạ thảo sẽ vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, và buổi sáng thức dậy thì cơ thể hoàn toàn sảng khoái mạnh khỏe. Bác sĩ vừa nhắc đến đông trùng hạ thảo rất là có ích trong việc cải thiện tình trạng mất ngủ ở người lớn tuổi. Thế thì nhân đây bác sĩ có thể chia sẻ cho mọi người về cái câu chuyện của đông trùng hạ thảo, nó có những cái công dụng gì không ạ? Đông trùng hạ thảo là một cái tiên dược, là một trong 9 loại tiên dược của y học cổ truyền. Nó có rất là nhiều những cái hoạt chất sinh học rất là tốt, ví dụ như là adenosine, cordyceptin, hoặc là các cái nguyên tố vi lượng như là kẽm, sắt, đồng, magie, mangan, selen, v.v. Các loại vitamin như là vitamin A, vitamin C, các vitamin nhóm B, v.v. Và ngoài ra nó còn cung cấp 17 cái loại axit amin cần thiết cho cơ thể. Nó có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất là nó cải thiện được tuần hoàn, nó giãn mạch máu, nó cải thiện được tuần hoàn, do đó làm cho bệnh nhân cảm giác thấy khỏe khoắn hơn. Thứ hai là đông trùng hạ thảo nó cải thiện được cái tình trạng sức khỏe cơ thể. Và ngoài ra thì đông trùng hạ thảo cải thiện những cái tình trạng như là đau nhức cơ xương khớp hoặc là mệt mỏi,
nổi hay là nó ổn định các bệnh lý nữa như là huyết áp hoặc là đái tháo đường. Đặc biệt một cái điều là đông trùng hạ thảo nó giúp cho bệnh nhân vào giấc ngủ một cách dễ dàng, bệnh nhân ngủ rất là sâu và buổi sáng thức dậy bệnh nhân hoàn toàn mạnh khỏe, hoàn toàn sảng khoái. Và ngoài ra đông trùng hạ thảo nếu mà chúng ta kết hợp thêm với hồng sâm hoặc là linh chi thì nó sẽ cải thiện tốt cái tình trạng cơ thể cũng giống như cải thiện cái giấc ngủ. Hồng sâm thì chúng ta biết nó cũng là một trong chín loại tiên dược và nó giúp tăng cường cái sức khỏe cơ thể, chống lại các bệnh tật. Linh chi nó sẽ cải thiện cái tình trạng miễn dịch của cơ thể, chống lại các cái tác nhân gây bệnh. Vì vậy cho nên nếu như là các bệnh nhân mất ngủ giống như cô Thảo đây, chúng ta tìm đến một cái giải pháp kết hợp giữa đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi thì nó sẽ giúp thứ nhất là giải quyết được cái vấn đề căn bản nguyên gốc của chúng ta là giúp vào giấc ngủ tốt hơn và ngoài ra tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch. Vì vậy cho nên bệnh nhân không chỉ là cải thiện giấc ngủ mà tổng trạng cơ thể cũng tốt và các bệnh lý nền cũng ổn định. Thì tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là tốt trên người lớn tuổi bị mất ngủ và có hoặc là không có các bệnh lý nền. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại để gặp gỡ nhân vật xem coi là sau một thời gian thì tình hình sức khỏe đã được biến chuyển như thế nào. Nhờ sự tư vấn từ chuyên gia của chương trình, cô Mai đã tìm hiểu cũng như áp dụng giải pháp thảo dược từ đông trùng hạ thảo. Chưa bao giờ cô Mai thấy việc đi vào giấc ngủ lại dễ dàng và sâu giấc đến thế. Cuộc sống cũng vì thế mà thoải mái vui vẻ hơn. Sau khi tôi dùng sản phẩm có chứa đông trùng hạ thảo, tôi ngủ được một giấc từ tối tôi tới sáng luôn. Trời ơi, ngủ dậy sáng dậy nó khỏe khoắn vô cùng luôn. Mệt mỏi đau đầu nhất đó, nó không còn nữa. Bây giờ xúc tích làm việc nhà rất là vui vẻ và yêu đời lên. Và hình như là tôi phát hiện là dùng sản phẩm này, da dẻ của tôi á, nó cũng trắng ra và nó mịn màng hơn. Đặc biệt cái tình trạng ho và khó thở của tôi nó cũng hết. Mấy hôm trái gió trở trời đi nữa tôi cũng không thấy nó tái lại luôn. Mà phải chi mà tôi biết trước cái sản phẩm này sớm á, thì đỡ cho tôi biết mấy. Kiên trì áp dụng giải pháp thảo dược từ đông trùng hạ thảo cùng với điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt khoa học hơn, cô Mai thấy rằng không chỉ giấc ngủ mà cả chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao. Có lẽ giờ đây cô mới có thể thực sự vui vẻ, sống một cuộc sống về hưu bên gia đình, con cháu mà không lo vướng bận gì cả. Viên nang Banica hân hạnh tài trợ chương trình này. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy cùng chúc mừng cho cô Mai bởi vì cô đã cảm thấy sự thay đổi vô cùng tích cực đối với bản thân của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần hỏi và đáp dành cho bác sĩ Loan. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì xin liên hệ với chương trình quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với phần 2, bác sĩ gia đình. Thưa quý vị, sau câu chuyện của cô Mai thì bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên đến từ cô Hằng Nga từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ, tôi năm nay 47 tuổi, tôi có đứa con trai vừa tốt nghiệp đại học. Cháu mới ra trường cho nên vẫn đang lao đao đi tìm việc làm, thành ra cũng khá là stress, mất ngủ, rồi người gầy gọc cả đi. Tôi lo lắng quá, không biết trẻ như cháu thì có thể sử dụng được thảo dược từ đông trùng hạ thảo hay không, thưa bác sĩ? Xin chia sẻ với chị một số giải pháp để chúng ta cải thiện tình trạng sức khỏe của cháu. Thì thứ nhất là chị nên gần gũi và chia sẻ với cháu để cháu giải tỏa bớt những cái căng thẳng về mặt tâm lý, về mặt tinh thần. Thứ hai là khuyến khích cháu tìm đến các giải pháp hoạt động và thể lực. Vì các hoạt động thể lực không những là tăng cường cái sức đề kháng, tăng cường cái sức khỏe, tăng cường tổng trạng cho toàn cơ thể, mà nó còn giúp cải thiện rất tốt cái tình trạng tinh thần của cháu. Và kế tiếp nữa là chị chú ý đến chế độ ăn của cháu, cân bằng đầy đủ đạm, đường, chất béo, các loại rau xanh, các loại trái cây tươi. Bên cạnh đó thì để giúp cho cháu phục hồi nhanh cái tình trạng thể lực của cháu thì chị có thể tìm đến cái giải pháp thảo dược như đã chia sẻ, đông trùng hạ thảo. Thì ở trong đông trùng hạ thảo có các nguyên tố đặc biệt là có các selen và magie cũng như là kẽm, đó là ba cái nguyên tố vi lượng rất là quan trọng để giúp giải tỏa bớt những cái căng thẳng của hệ thần kinh, cũng sẽ giúp cải thiện được tình trạng mất ngủ của cháu. Các axit amin, các cái chất khoáng ở trong đông trùng hạ thảo sẽ giúp cho cháu cải thiện được cái tình trạng sức khỏe. Vì vậy cho nên là cháu hoàn toàn có thể sử dụng đông trùng hạ thảo. Và ngoài ra thì là chị cũng phải lưu ý là
cháu còn trẻ tuổi, cho nên chúng ta cũng không nên, không cần phải sử dụng một cái liều quá cao, là bởi vì đông trùng hạ thảo mặc dù nó rất là an toàn, nhưng mà đối với tình trạng của cháu thì chúng ta chỉ cần sử dụng từ 3 đến 8 gram mỗi ngày là đủ để cải thiện tình trạng của cháu rồi. Chúc cháu tìm lại được sức khỏe và mong chị an tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai của chú Nguyễn Văn Tung ở Sóc Trăng. Năm nay tôi 65 tuổi, tôi có xem chương trình thì cũng thấy giống cô nhân vật bị mất ngủ lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi có thêm bệnh nền đó là men gan cao, chức năng gan yếu. Nói chung thì tôi cũng phải kiêng khem nhiều thứ. Mong chương trình giúp tôi tư vấn cái giải pháp thảo dược từ đông trùng hạ thảo này có ảnh hưởng gì hay không? Thì đông trùng hạ thảo đó là một loại tiên dược, như đã chia sẻ, nó có rất là nhiều những hoạt chất sinh học, có các vitamin, có các nguyên tố vi lượng, có rất là nhiều tác dụng tăng cường miễn dịch, ổn định các bệnh lý nền và giúp cải thiện cái tình trạng mất ngủ, đặc biệt là tình trạng mất ngủ trên bệnh nhân lớn tuổi. Và đồng thời đông trùng hạ thảo còn giúp cơ thể thải độc. Vì vậy cho nên nó sẽ làm nhẹ gánh cho gan và cho thận. Nó hoàn toàn lành tính đối với các bệnh nhân có các bệnh lý nền hoặc là bệnh lý về gan thận. Vì vậy cho nên là chú có thể hoàn toàn an tâm. Nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng mất ngủ của chú. Và đồng thời nó sẽ làm nhẹ gánh cho gan. Chứ nó không hề có ảnh hưởng gì xấu trên các bệnh lý nền của chú. Như vậy thì chú Tuân, chú có thể hoàn toàn yên tâm vào giải pháp mà bác sĩ tư vấn. Chúc chú sẽ có nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Càng lớn tuổi, giấc ngủ càng trở nên quan trọng vì nó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Tuy nhiên thì mất ngủ lại rất phổ biến ở người lớn tuổi, gây ra tình trạng mệt mỏi, uể oải vào ngày hôm sau. Mất ngủ kéo dài còn kéo theo nhiều vấn đề về sức khỏe khác như suy nhược cơ thể. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mất ngủ ở người lớn tuổi như các bệnh gây rối loạn giấc ngủ nguyên phát. Phổ biến nhất là hiện tượng ngừng thở lúc ngủ hoặc là các hiện tượng chân tay cử động một cách tự động về đêm làm người già bị thức giấc. Các bệnh lý gây rối loạn giấc ngủ thứ phát như là các bệnh cơ xương khớp gây đau tăng lên dần về nửa đêm gần sáng, làm cho các bệnh nhân bị tỉnh giấc. Do thay đổi sinh lý, bước vào tuổi trung niên, cơ thể phải chịu tác động của lão hóa, hệ thống kiểm soát nhịp sinh học của cơ thể có thể làm việc không còn hiệu quả nữa, khiến cho giấc ngủ suy giảm. Theo nhiều nghiên cứu thì bệnh trầm cảm dường như là yếu tố lớn nhất có liên quan tới các rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi. Các bệnh nhân trầm cảm thường khó bắt đầu giấc ngủ hoặc là bị thức giấc sớm và có hiện tượng ngủ ngay. Do sử dụng các chất gây kích thích như rượu, caffeine có trong chè cà phê, một số thuốc hay gây mất ngủ ở người già như các loại corticoid, các thuốc điều trị bệnh thần kinh, các thuốc này đều gây kích thích làm cho người già khó ngủ hơn. Các nhà khoa học đã chứng minh đông trùng hạ thảo có tác dụng rất tốt với sức khỏe con người, nguồn vitamin A, C, D, E, K, B1, B2 và khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, magie, đồng, selen dồi dào giúp nâng cao sức khỏe, tăng cường đề kháng, tăng hoạt động của các cơ quan, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Nhờ đó mà đông trùng hạ thảo được xem là quân dược, xếp vào loại quý giá, cải thiện tốt 6 vấn đề sức khỏe của người trung niên và cao tuổi: ăn ngon, ngủ khỏe, tiêu tan nhức mỏi, ngăn ngừa bệnh tật, tốt thận, bổ phổi, minh mẫn và kéo dài tuổi thọ. Viên nang Banica hân hạnh tài trợ chương trình này. Xin được cảm ơn bác sĩ Loan đã tư vấn rất tận tình cho những câu hỏi của khán giả. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Viên nang đông trùng hạ thảo Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.